Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay thì mình xin được chúc mừng tất cả những bạn nào đã vào được tài khoản Hamster Combat nhé. Lúc 4 giờ kém chiều nay theo giờ Việt Nam thì là 16 giờ này. Thì là mình đã vào được trong tài khoản rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào để không bị lỗi nhé. Nếu bình thường các bạn hay nhấp vào Play in một kích này thì nó sẽ bị lỗi, còn hôm nay thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục Play ở đây nhé. Đấy, khi mà các bạn nhấp vào mục Play ở góc này thì nó sẽ vào được luôn này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải mã từ khóa của ngày hôm nay để nhận được 1 triệu xu. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào mục mật mã hàng ngày. Chữ T sẽ có một dấu gạch ngang. Chữ R sẽ có một chấm này, một gạch ngang, một chấm. Chữ U sẽ có hai chấm, một gạch ngang. Chữ S có 3 chấm. Chữ T có một gạch ngang. Như vậy là mình đã mở khóa thành công và nhận được 1 triệu xu. Bây giờ mình sẽ vào trong mục thẻ kết hợp hàng ngày. Trang web 3 thì mình đang mở, đang nâng cấp thẻ này rồi. Giờ chúng ta sẽ sang trang thứ tư đi, sang trang thứ năm. Trang thứ năm cái thẻ này nó có thời gian đếm ngược, các bạn cũng phải mở luôn nhé. Nếu mà các bạn không mở thì nó sẽ bị khóa lại sau khi nó hết thời gian này. Khi nó khóa lại thì các bạn sẽ hết cơ hội để nhận cái thẻ đấy. Hiện tại thì chưa có thẻ nào mới các bạn nhé. Mình cũng không biết là đợt này nó có quét những cái tài khoản ảo hoặc là những cái tài khoản mà dùng auto kick hay không. Nếu mà trong cái đợt này nó quét thì những bạn nào dụng là dụng luôn các bạn nhé. Còn với những tài khoản nào đã bằng tay thì các bạn cứ yên tâm, chắc chắn là chúng ta sẽ được hưởng airdrop nhé. Và mình cũng nghe nói là trong tháng 7 này nó sẽ chia thưởng, bắt đầu nó sẽ phát airdrop của đợt 1 này. Thì nó sẽ xét duyệt xem là những ai đạt được đủ điều kiện để nó phát airdrop đợt 1. Thì cái này chúng ta cần phải chờ thêm thông báo của dự án nhé. Bây giờ mình sẽ vào mục danh sách nhiệm vụ này để xem là ngày hôm nay có gì không. Ở đây có một cái video này. Video này mình chưa xem thì nó sẽ đưa chúng ta sang xem ở bên YouTube nhé. Các bạn xem video xong khoảng 1 tiếng sau các bạn vào lại thì chúng ta sẽ nhấp vào mục check để nhận được phần thưởng là 100.000 xu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày này để nhận thêm phần thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái dự án thứ hai là cái dự án mở thẻ của Zoki Rabbit nhé. Chúng ta sẽ claim cái phần thưởng offline này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục min ở dưới này. Chúng ta sẽ đi tìm thẻ đầu tiên. Thẻ đầu tiên là cái thẻ này các bạn nhớ, ở ngay trang đầu luôn này. Đây các bạn sẽ nhấp vào cái hình tròn viền màu xanh này để chúng ta mở thẻ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái mục venture này nhé. Mở luôn cái level up này các bạn nhé. Thẻ ngày hôm nay thì nó khá là dễ tìm này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái mục code này. Các bạn sẽ kéo lên nhé. Đây là cái thẻ của ngày hôm nay này. Sau khi mở được 3 cái thẻ này rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào mục check nhé. Các bạn sẽ nhấp vào mục claim này. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ để nhận được 2 triệu xu. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại trang đầu này. Sau khoảng 24 tiếng thì chúng ta sẽ được claim một lần. Các bạn sẽ nhấp vào mục claim này. Đây các bạn kéo lên thì sẽ có những cái claim ở bên dưới này. Những cái thẻ claim này là chúng ta được tặng thưởng miễn phí nhé. Các bạn sẽ lấy hết những cái thẻ nào mà được claim nhé. Mình thấy là sau 24 tiếng thì chúng ta sẽ được đi nhận claim một lần. Và cũng có khi thì chúng ta vừa nâng cấp lên một cấp tiếp theo ấy, thì nó cũng sẽ cho chúng ta claim thêm một lần nữa nhé.
Ở đây thì mỗi một lần claim thì rất là nhiều, nó phải hết cả một dãy thẻ này luôn này. Con này đào thì nâu nhưng mà cái mục claim này claim đã cả tay luôn, bởi vì mỗi một cái thẻ của nó mười mấy hai mấy nghìn xu ấy. Rồi các bạn claim hết ở cái trang 1 rồi, chúng ta sẽ vào cái mục code ở đây. Nó sẽ có mục claim thứ hai này, không biết là mục này đã được claim chưa. Mục này cũng được luôn các bạn nhé. Đối với những bạn nào mà sau 24 tiếng mà chưa claim thì chúng ta sẽ được claim này. Và khi mà có được nhiều cái đồng coin này rồi thì các bạn có thể là nâng cấp nó lên một cái level mới. Riêng cái con này thì cái cách đào, cách khai thác của nó thì nó khác với các dự án khác ấy. Các dự án khác là nó không có cái mục claim này, nhưng mà con này thì nó lại có này. Ngày hôm nay là mình nhận được cả hai cái bảng claim luôn. Có hôm thì chỉ nhận được có một bảng. Bên bảng này thì cái giá trị cờ nam của nó rất là cao nhé, 5960.000 coin trên một bảng này, trên một thẻ này. Như vậy là mình đã claim hết rồi, bây giờ mình sẽ đi nâng cấp nhé. Mình sẽ vào cái trang thứ ba này để nâng cấp cái level chính của nó lên. Con này nó sẽ có mấy cái loại nâng cấp chứ không phải là một loại. Rồi mình sẽ nâng cấp cái thẻ này nhé. Hết rồi, chỉ nâng cấp được đúng 2 lần là hết xu, mình đã lên level 9. Và con này tối đa thì nó sẽ có 10 này, 11, 12, 13, 14 level các bạn nhé. Nên đến 14 level là chúng ta sẽ mắc luôn. Hàng ngày thì các bạn sẽ vào cái mục earn ở đây và chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng. Ở đây nó có cái mục điểm danh này. Đó, các bạn sẽ nhấp vào đây. Ngày đầu tiên thì các bạn sẽ nhận được là 2.500 này. Cho đến ngày thứ bảy thì các bạn sẽ nhận được 160.000 coin nhé. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở khóa của dự án Hamster Combat để nhận được 1 triệu 100.000 xu cộng với lại 2 triệu xu của dự án Jockey Rabbit nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.